trong, nó có tỉ trọng khác nhau, ví dụ như là nước hoặc không khí. Thì ở mắt cũng vậy, ánh sáng sẽ từ không khí đi vào cái môi trường nước của mắt, hay là thủy tinh, thể dịch. Rồi đó sẽ phóng xạ, gọi là phóng xạ dung của mắt là 59 gì đó. Nó tùy thuộc ánh sáng, cách không khí như thế nào. Nếu mà trên 6 mét thì ánh sáng sẽ đi song song. Và thứ hai là đặc tính của thấu kính. Thấu kính dẹt hay lồi hay là đỏ thì đi sáng sẽ đi khác nhau. Hệ thủy tinh đó là cái gì? Thực ra nó chỉ là một cái cấu trúc bao gồm ở sợi thủy tinh thông suốt và bao bọc trong cái vỏ thủy giãn. Khi mình nhìn xa thì thủy tinh sẽ dẹp và nhìn gần thì thủy tinh phồng lên. Và sự điều tiết đó là khả năng tăng độ phóng xạ của hệ thủy tinh. Tại sao lớn tuổi thì hay có trường hợp là tụt thủy tinh thể ở đây là nhìn gần? Là do các sợi thủy tinh này nó bị thoái hóa này và nó làm giảm khả năng dung dãn của thủy tinh thể. Từ đó cơ thể của mình nó giảm thích nghi với cái độ dung dãn này. Ngoài ra sự thay đổi đường kính đồng tử cũng ảnh hưởng lên cái chất lượng hình ảnh mình mua được. Đồng tử cũng bình thường là khoảng 1.5 đến 3 mm. Nhưng khi mình kích thước mà dùng thuốc thì nó có thể lên 8 mm. Và nó cái thuốc này sẽ ảnh hưởng lên chiều sâu hội tụ của mắt. Và chiều sâu hội tụ sẽ lớn nhất khi đường kính nhỏ nhất. Đây là đường kính nhỏ và chiều sâu hội tụ sẽ lớn. Và chiều sâu hội tụ lớn thì mình sẽ thấy hình ảnh đỏ. Và các bạn có thường hay nheo mắt để nhìn cho đỏ không? Bạn mà bị cận hay là trong môi trường xa, nhìn xa thì các bạn hay nheo mắt. Đó là để mình giảm cái đường kính đồng tử và làm tăng cái chiều sâu hội tụ của mắt, làm cho mình nhìn rõ hơn. Ngược lại, nếu mà đường kính lớn thì sao? Nhìn xa nhiều mắt. Nhìn gần trợn mắt. Trung tâm quang học của mắt là cái điểm mà ánh sáng đi vào và không phóng xạ. Đó là vị trí này. Gọi là điểm túc. Và thị lực là gì? Đó là khả năng nhận thức vị trí hai điểm trong không gian. Ví dụ các bạn nhận thức được cái hình ảnh như thế này là do các bạn biết được cái vị trí hai điểm trong không gian. Đó là hai điểm. Sáu, tám, có ai không nhìn được gì không?
cộng nha, anh cộng gì nó rõ nhìn mẹ hay là số 4 hả? Bên này là số 4. Anh số đó đúng không? Đúng không? Bên này là bên đó là những cái người nào mà bị mụn màu thì nhìn đó là thấy mình đó đó đúng không? Còn nếu là một người bị màu bị kiến khuyết nhìn màu đỏ và màu xanh cái hay á thì mình sẽ nhìn được đó. Để mình nhìn được. Mình màu màu tối rồi. Mình màu nhìn được không? Nhìn thấy giống giống số 4. Hỏi các bạn ra là C đúng không? Các bạn thấy không?
cái bộ mặt mũi bên này qua ha. Bộ mặt mũi đây nó nhận định thì chủ yếu là cái vùng thái dương và đó à, đây là vùng võng mạc mũi ở bên phải, mặt mũi bên trái, mặt mũi bên phải thì đến đây sẽ bắt chéo một bên cái gì. Như vậy nếu mà mình tổn thương bên đây thì sẽ tổn thương cái đường này đúng không, là vị trí này cảm cảm của sáng từ thái dương và đàng hoàng, và tương ứng cái vị trí này nó cũng sẽ đi theo cái đường trắng bắt chéo qua C. Vị trí này thái dương mà về tổn thương ở C gọi là bán mặt thái dương này bên tương ứng với các vị trí khác ở D. Ở D thì tổn thương đây mình thấy nó sẽ kiếm khuyết cái nhận cảm ở đây và nhận cảm ở đây, như vậy kiếm khuyết ở mũi bên này và thái dương bên kia. Chưa học hết luôn.